Anh ta đã dứt khoát ra đi như vậy, mà cậu vẫn còn chưa nhận ra anh ta là loại đàn ông như thế nào nữa hả? Có thể, bên ngoài cậu say mê sự mạnh mẽ của anh ta, nhưng thực chất, bên trong anh ta là một người vô trách nhiệm, yếu đuối còn hơn cả đàn bà nữa. Cậu còn suy nghĩ cái gì nữa hả? Loại đàn ông như vậy, cậu bỏ quách đi chưa rồi, còn tiếc nuối làm gì nữa hả? Anh ấy là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời mình, từ thời thơ ấu đã như vậy rồi, mình không quên anh ấy được. Mình không thể yêu ai ngoài anh ấy. Cậu đúng là bị điên thật rồi, sao cậu có thể cố chấp như vậy hả Phương? Cậu có đáng để chịu tất cả điều này không hả? Mình không biết. Mình chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo. Không có giây phút nào mình không nghĩ tới anh Lâm. Cậu thức tỉnh là đi ngốc à? Cậu nghĩ lại đi, anh ta có quan tâm gì đến cậu đâu. Chuyện gì không thể níu kéo được, cậu cứ để cho nó qua đi. Cứ bám lấy tình yêu đã chết, càng làm cho cậu đau khổ thêm thôi. Cậu có biết không? Không. Mình tin là anh ấy vẫn yêu mình. Chỉ là anh chưa chấp nhận thôi. Cậu đúng là hết thuốc chữa thiệt rồi. Đến lúc này cậu còn nói như vậy. Tại sao cậu cứ thích đâm đầu vào một người đàn ông không còn yêu thương cậu nữa? Mà cậu vô tình với một người đàn ông tốt như Khánh, hả? Biết làm sao được. Khánh rất tốt. Nhưng trái tim mình không rung động trước Khánh. Mà Khánh cũng bỏ mình đi rồi, không níu kéo nữa. Ở nước ngoài không khéo, anh đã yêu một cô Tây xinh đẹp. Nói gì chuyện nhớ nhung đến một con nhỏ vô dụng như mình. Còn cái anh chàng mà cậu gặp ngoài quế đâu? Nghe nói là người đó cũng có tình cảm chân thật với cậu mà. Trường Giang hả? Không phải người của mình. Vậy ngu của cậu là cái thằng cụ bơ cụ bất tha Phương cậu thật. Vô tình bất nghĩa đó hả? Nó gieo tai họa cho cậu rồi bỏ của chạy lấy người. Mà tại sao cậu thương nó hoài vậy hả? Thật sự là mình không nghĩ cậu ngu tới mức độ như vậy đó. Biết sao được giờ. Mình có cảm xúc với người này, nhưng không thể nào có cảm xúc với người kia được. Cậu đúng là bướng bỉnh cố chấp thiệt. Nhiều lúc mình không biết tại sao mình lại chơi với cậu nữa. Mà cậu lại là người bạn thân duy nhất của mình nữa. Cậu hối hận hả? Nè, ăn miếng cháo đi cho khỏe. Bây giờ không chỉ ăn gì một mình cậu đâu. Tội nghiệp. Chưa ra đời đã bị cha bỏ rơi, mẹ cũng chẳng mặn mà. Cậu nghĩ gì kỳ vậy? Lâm thì có thể vô tình, nhưng cậu phải lạc quan lên mà sống chứ. Vì tương lai của cậu, và còn vì tương lai của đứa bé nữa. Nếu con bỏ nó, thì cậu phải đảm bảo cho cái thai được khỏe. Tương lai à? Có cái gì là tương lai? Mình chỉ thấy hiện tại của mình xám xịt. Chỉ cần cậu không nghĩ đến quá khứ, đến những chuyện đã qua, thì hiện tại sẽ dễ sống hơn. Và cậu có thể nhận ra được những điều mà lâu nay mình bỏ lỡ. Thế giới của mình chỉ toàn kỷ niệm và quá khứ. Những ám ảnh và hình ảnh của những người thân ra đi. Những kỷ niệm đẹp tuổi thơ bên anh Lâm. Hiện tại đối với mình chỉ là sự kéo dài của quá khứ. Bây giờ cậu cứ khư khư giữ lại quá khứ đã qua để làm cái gì? Cậu đâu thể nào làm cho nó sống lại được đâu. Nó không thể sống lại trong đời thực, nhưng nó luôn tái hiện tái sinh trong đầu của mình. Đối với mình, nó còn thật hơn cả thế giới thực bên ngoài. Hèn gì mà những câu chuyện cậu viết có vẻ thật đến như vậy. Thì ra cậu luôn ấp ủ chúng trong đầu. Chuyện của cậu thực tế đều thể hiện những nỗi ám ảnh của tuổi thơ, dù có thể biểu hiện qua những câu chuyện của người lớn. Chỉ có cậu là hiểu mình. Ăn miếng cháo đi. Mình mà không hiểu cậu thì ai hiểu cậu nữa chứ. Mình rất thích sự nhạy cảm và tính cách mãnh liệt của cậu, nhưng luôn có cảm giác chính những điều đó sẽ làm cậu tổn thương nhiều. Phương à, mình thương cậu nhiều lắm. Cậu phải hứa với mình là cậu đừng bao giờ làm như vậy nữa nha. Mình sợ phải mất cậu lắm. Ăn miếng đi. Tối nay mình sẽ diễn ở đây đêm cuối nữa thôi. Rồi sau đó nhóm nhạc của mình sẽ đi Sài Gòn biểu diễn. Quán bar đối tác trong đó muốn đổi không khí, nên gọi tụi mình vào diễn một thời gian. Cậu ở lại một mình phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Vậy hả? Ừ. Ừ, cậu đi đi. Mình sẽ giữ gìn sức khỏe của mình mà. Mình không giữ cho mình thì giữ cho ai bây giờ? Giữ cho người đàn ông tương lai của cậu nữa chứ. Bây giờ mình phải chuẩn bị sẵn sức để còn chiến đấu. Chứ bây giờ cậu cứ dốc sức cho cái thằng bạc tình bạc nghĩa kia, lỡ sau này cậu hối hận
thì đời sẽ không còn ý nghĩa nữa, cậu biết không? Mình phải sống cho người đàn ông có trong tay mình, chứ không phải là người đàn ông trong tưởng tượng. Cậu biết không? Cậu nói cái gì cũng hay. Rốt cuộc, cậu quen bao nhiêu người, cũng có giữ được người đàn ông nào cho mình đâu. Thì mình cũng phải còn lựa chọn đấy chứ. 5-10 người chưa phải là số nhiều. Mà các cụ có nói á, gái ngoan tìm chồng ở chúng ba quân mà, đúng không? Thôi ăn cháo đi, nguội hết rồi nè. Phương à, anh đi, em sao rồi? Chuyện đó có liên quan gì đến anh đâu. Lỗi tại anh tất cả. Là do em tự nguyện thôi. Chỉ cần anh ở bên em, em sẽ bỏ qua hết tất cả. Anh xin lỗi, nhưng mà đã quá muộn rồi. Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em đâu. Vậy nên anh bỏ rơi em, rồi đi theo người đàn bà khác hả? Không phải như vậy mà Phương, nghe anh nói nè. Anh chịu ơn người đó. Và anh cần ở bên người đó. Ngay cả khi anh bỏ rơi em, ngay cả khi em gặp khó khăn nhất hả? Bây giờ nếu tiếp tục ở bên em, anh sẽ không thể nào xa em được nữa. Bây giờ anh không muốn làm em đau khổ. Bộ anh nghĩ nếu ra đi sẽ tốt hơn cho em sao? Phương ơi, anh xin lỗi, anh không phải là một người đàn ông tốt. Anh nghĩ vậy là xong hả? Phương à, anh sẽ phải hối hận vì điều này đó. Phương,